Con vô kìa, số 2 nó lên kìa. Ông ngô, vô kìa không kịp luôn. Ok các bạn, quá trời rồi. Đơn vị số 3, đơn vị kìa. Đây, rồi, rồi số 3 rớt lại. Số 1 quá xa rồi. Số 3 quá rồi. Trời ơi. Quá rồi các bạn. Trời ơi, số 3 quá luôn. Quá luôn. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Diễn ra giữa 4 vận động viên ở đường đua số 1 vận động viên Quang của đơn vị Đồng Nai Cà Mau, đường đua số 2 vận động viên Quang của đơn vị Dòng Điền Kiên Giang, đường đua số 3 vận động viên Thái của đơn vị Đầm Nhơn Cà Mau và đường đua số 4 vận động viên Trí của đơn vị Đầm Nhơn Cà Mau. Rồi, chiếc này có 4 vỏ. 4 vỏ nha các bạn. Dùng riêng và Cà Mau. Đang có tư thế chuẩn bị xuất phát các bạn. Đây là đường đua số 1 và số 2, còn bên đây là đường đua số 3 và số 4. Số 1 là đường đua số của bên Dùng Riêng. Số 2, số 3, số 4 là của Cà Mau các bạn. Hôm nay là hai đơn vị Dùng Riêng và Cà Mau. Rồi, Dùng Riêng xuất phát. Rồi, xuất phát rồi các bạn. Rồi, bắt đầu là ở đây là hai cặp. Đường đua số 1 và đường đua số 2 đang xuất phát, còn đường đua số 3 và số 4 bên đây. Đây đường đua Dùng Riêng đang bay các bạn ơi, quá tung tăng rồi. Đây đường đua số 1. Ồ ôi kìa, vỏ kìa vẫn đứng luôn. Đúng gọi miết đi. Ung dung về đích. Đây đường đua số 3 lên quá xa luôn rồi các bạn, đường đua số 3 cao luôn rồi nha. Rồi bây giờ đường đua số 3 và đường đua số 1 tranh tài. Đường đua số 4 và đường đua số 2 gớt lại rồi. Đường đua số 1 lên. Rồi đường đua số 1 lên quá xa rồi. Rồi không kịp rồi các bạn ơi, đường đua số 3 không kịp đường đua số 1 đâu. Không kịp rồi, không kịp. Rồi đường đua số 1 về đích. À rồi. Đây đường đua số 2 gớt lại sao các bạn. Rồi đường đua số 3 gớt lại luôn. Đường số 4. Đường số 4 đã gớt về cuối cùng. Rồi vậy là Dùng Riêng về đích. Đường đua số 1 đã về đích nha các bạn. Sau đây mình chờ kết quả từ bên ban trọng tài. Quá đỉnh luôn. Dùng Riêng ung dung về đích. Về vị trí thứ 3, vận động viên Quang của đơn vị Dòng Điền Kiên Giang. Và về vị trí thứ 4, vận động viên Trí của đơn vị Đầm Nhơn Cà Mau. Do vậy kết quả này, vận động viên Quang của đơn vị Đầm Nhơn Cà Mau và Thái của đơn vị Đầm Nhơn Cà Mau được tiếp tục là vòng trơn. Quá dễ lộn hả ta? Ủa sao nãy thông báo đường đua số 1 là Dùng Riêng, bây giờ quay lại là ồ, hay là mình nghe nhầm không biết. Rồi bỏ tay luôn. Rồi các bạn tiếp tục xuất phát rồi nha các bạn. Rồi đây hình như là mình thấy là có 4 ghe nữa nha, nhưng mà chưa có bên ban tổ chức thông báo nha. Hiện tại trước mắt 3 ghe nè. Ở trong một ghe thứ 4 thì nó nghe nó bị khuất. Ôi dồi, đang tăng tốc lên số 1 và số 2 kìa. Rồi đường đua số 1 có Dùng Riêng nha các bạn. Đường đua số 2 trời ơi coi kìa. Số 2 nó lên kìa. Trời ơi Dùng Riêng không kịp luôn. Má ơi. Ghê vậy trời. Quá
trời luôn, về quá xa. Đây đường đua dùng nghiền số 1, dùng nghiền các bạn. Rồi đây đường đua số 4. Rồi đây, đường đua số 2 lên, ung dung lên luôn trời. Rồi đường đua số 3 thì đã rớt lại luôn các bạn. Đây đường đua số 3 bị sự cố rớt lại sao luôn. Bơi luôn rồi. Mấy nửa đường ha. Mấy nửa đường đã bị lội lại rồi. Rồi sau đây thì mình chờ kết quả từ bên ban trọng tài. Vậy là dòng ghiền đường đua số 1 đã không kịp. Vận động viên hữu của đơn vị Đầm Dơi Cà Mau. Vì thế hai vận động viên dương của đơn vị Tân Hưng Long An và năng của đơn vị Đồng Điền Kiên Giang được vào vòng trong. Đã có kết quả. Thứ 16, vận động viên tốt của đơn vị Bắc Ninh đường đua số 1. Đường đua số 2, vận động viên đệ của đơn vị Đồng Điền Kiên Giang. Đường đua số 3, vận động viên Hiếu của đơn vị Tân Điền thành phố Cần Thơ. Và đường đua số 4, vận động viên Linh của đơn vị Đầm Dơi Cà Mau. Ôi, chuyến này là 4 đội và 4. Đường đua số 46 cũng đã xuất phát. Các vận động viên đến từ Bắc Ninh, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ và Cà Mau ở đoạn thi thứ 46 này. Sau khi kết thúc đoạn thi 46, các tổ chức cũng sẽ tiến hành các trận tứ kết, bán kết và chung kết. Rồi đã xuất phát các bạn. 4 tỉnh 4 huyện đụng với nhau, đây là 4 đơn vị nha. Ây cha, trời ơi, đơn vị nào lên quá rồi. Đơn vị số 3 quá lên xa, đơn vị số 1 ở bên trong rất rớt lại thấp. Ok các bạn, quá trời rồi. Đơn vị số 3, đơn vị số 4 bay luôn kìa mà không kịp luôn. Rõ đều bay hết luôn các bạn. Quá trời ung dung về đích luôn. Đơn vị nào đây về đích? Rồi đơn vị Cần Thơ các bạn. Quá bê rồi, bê. Đơn vị số 4 về thứ nhì. Rồi đơn vị số 2 về hạng thứ 3. Rồi đơn vị số 1 về cuối cùng. Không kịp các bạn. Số 1 này hình như có dùng ghen các bạn. Wow, chứ Cần Thơ dữ lắm chạy các bạn ơi. Rồi sau đây mình chờ kết quả từ bên ban trọng tài các bạn. 4 chặn đua. Đây là kết quả của đội thi thứ 46. Về nhất vận động viên Hiếu đơn vị Phương Điền thành phố Cần Thơ. Về nhì vận động viên Linh đơn vị Đầm Dơi Cà Mau. Về vị trí thứ 3 vận động viên Đệ đơn vị Đồng Điền Kiên Giang. Về vị trí thứ 4 vận động viên Tuấn đơn vị Bắc Ninh. Rồi Bắc Ninh lỗi cuối cùng. Vận động viên Hiếu của đơn vị thành phố Cần Thơ và vận động viên Linh của đơn vị Đầm Dơi Cà Mau đã tiếp tục vào vòng trong. Đây là lịch là dòng bán kết 2 đó các bạn. Hồi nãy là cái đầu là bán kết 1, cái sau này là bán kết 2. Với 2 dòng bán kết. Rồi các bạn đã xuất phát vòng bán kết 1, đang xuất phát. Đây là 4 giỏ này của một đơn vị Cà Mau hết nha các bạn. Đây là Đầm Dơi, đây là Năm Căn các bạn. Đây là điều một đơn vị. Quá rồi, đây là chặng bán kết 1.
ai thắng sẽ vô, các bạn ai thua là về quê. Coi kìa các bạn ơi, hai giỏ bên đây bay kìa. Đây, rồi, rồi số 3 rớt lại. Số 1 quá xa rồi. Rồi số 1 đã về đích. Số 4 đã về thứ hai. Số 2 về thứ ba, còn số 3 rớt lại luôn nha. Đây các bạn, số 3 đã rớt lại. Đây đang vậy, số 3 đã rớt lại nè. Chết máy giữa đường ha. Rồi sau đây mình chờ kết quả của ban trọng tài các bạn. Đã kết thúc vòng bán kết 1. Vòng này thì ai thua là lỗi các bạn. Trong bán kết 1 này là đặc biệt là của đầm dơi Cà Mau hết các bạn, của khu Cà Mau hết, của một đơn vị một đầm dơi và năm căn. Đây gió đường đua số 3 đã rớt về sau, bây giờ mới vượt máy chạy. Đó là vòng bán kết thứ hai nha các bạn. Giám khảo đang thông báo. Rồi tiếp tục trận bán kết 2 chuẩn bị xuất phát các bạn. Đây là ai thua là lỗi, ai thắng thì vô vòng nha. 4 giỏ. 2 chặng gặp lại thì còn 4 giỏ nha các bạn. 2 chặng thì 8 giỏ mà mình lội 4 giỏ, còn lại là 4 giỏ. Trận bán kết 2 chuẩn bị, đang chuẩn bị nha. Trận bán kết 1 đã xong rồi. Đã có kết quả rồi các bạn. Rồi xuất phát các bạn. Rồi đường đua số 1 là đua bên vùng riền. Đây các bạn, bên vùng riền. Kế đó, ai thua là lỗi nghe, gán lên. Đường đua số 2, đường đua số 3 đang lên. Quá, đường đua số 2. Rồi đường đua số 4 rớt lại sau quá rồi các bạn ơi. Ôi kìa, đường đua số 2 lên kìa. Rồi rồi nó bay kìa. Cố lên. Quá rồi, đường đua số 1 không kịp rồi. Đường đua số 1 rớt lại xa. Rồi rồi, đường đua số 2 nó lên kìa. Đường số 2, số 3 quá rồi. Rồi rồi. Quá rồi các bạn. Rồi rồi, đường đua số 3 quá luôn. Quá luôn. Quá trời. Rồi, đường đua số 1 rớt lại xa luôn. Rồi, đường đua số 4 ở lại luôn. Không kịp. Rồi, hai giỏ này lỗi các bạn. Đường đua số 2 và đường đua số 3 vô vòng. Rồi sau đây mình biết kết quả từ bên ban trọng tài các bạn.
hai vòng bán kết đã kết thúc. Rồi dòng viên Kiên Giang ra tranh. Kết quả bán kết 2, vận động viên Nam của đơn vị dòng viên Kiên Giang và vận động viên Linh của đơn vị Đầm Gia Cà Mau tranh hạng 5-6 và vận động viên Hiếu của đơn vị Phong Điền thành phố Cần Thơ, vận động viên Dương của đơn vị Tân Hưng Long An vào chung kết tranh nhất nhì 3-4. Đó đã có kết quả các bạn. Chuyến này là có giải là 5-6 luôn nha các bạn. 1-2-3-4-5-6 luôn. Đó, 8 vỏ còn lại là 2 đợt là 8 vỏ nha các bạn. Nhưng mà 4 vỏ thua là ra tranh là lấy giải 5-6. Còn 4 vỏ thắng là vô tranh là nhất nhì 3-4. 4 và 4 vỏ là đều có giải hết đó các bạn. Nhất nhì 3-4 là 4 giải thắng hồi nãy. Vậy là dùng riêng lọt ra là tranh giải 5-6. Lần thứ 2 năm 2022 hôm nay, trước tiên chúng ta đến với trận tranh hạng 5-6 diễn ra giữa các vận động viên ở đường đua số 1 vận động viên Quang của đơn vị Đầm Dơi Cà Mau, đường đua số 2 vận động viên Đạt của đơn vị Nam Căn Cà Mau, đường đua số 3 vận động viên Nam của đơn vị Bình Định Kiên Giang và đường đua số 4 vận động viên Linh của đơn vị Đầm Dơi Cà Mau. Rồi một mình anh vào quyền đụng với ba đơn vị Cà Mau là để vô tranh là hạng 5 hạng 6 các bạn. Rồi đây các bạn cùng xem bốn đội, bốn vỏ này đang chuẩn bị về đích, về điểm xuất phát để chuẩn bị cho tranh tài hạng 5 hạng 6 các bạn, là bốn vỏ. Cái hạng 5, 2 cái hạng 6 đây. Thank you.